nay thật là ngày hạnh phúc cho mọi người. Lần đầu tiên đó là nó nhằm ngay ngày Mother Day, cho nên là những người mẹ được đi theo con ra hội trường lúc mà mình ceremony luôn. Chúng ta chuẩn bị mấy bông để tặng cho những người mẹ nè, con trai để tặng cho những người mẹ nè. Đây là bông của chim họ để sẵn đây nè ha. Ladies and gentlemen, please stand and remove your hats for the playing of our national anthem. Oh, say can you see all right, there we go. Ladies and gentlemen, that was our opening ceremonies. Athletes, you may proceed to your first event, and happy Mother's Day.